Ta-da! Nói xíu, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cuối Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá một số bộ truyện đến từ nhà xuất bản Kim Đồng và ABM của những tuần cuối tháng 7 nha các bạn. Đây trên màn hình của bạn đây là một số tập truyện. Có những tập truyện đã ra lâu rồi nhưng bây giờ mình gom lại review chung nha các bạn. Đây trên màn hình của bạn rất là nhiều tập truyện hot ở trong cái lần review lần này của mình nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem trong cái video lần này chúng ta sẽ có những gì nha. Chúng ta có hai quyển tiểu thuyết của anh Gươm Dục Quỷ, có Ví Ngài Pharaon box set các bạn, và một cái bộ box set mới đến từ nhà xuất bản ABM đó là Tulip and Mion các bạn. Chúng ta có tập cuối cùng của lớp học rùng rợn tập 20, tập tiếp theo của Bạch Tuyết Tóc Đỏ tập 5, dấu ấn Roto nha các bạn đó là tập 3. Chúng ta quay trở lại với là Đạo Làm Trọng Lãm tập 9 nha các bạn, và một tập truyện mới hoàn toàn đó là Ngày Nghỉ Của Ngài Phản Diện tập 1 nè. Chúng ta có lớp học đề cao hơn lực khoảng giới hạn và bài đặc biệt, đặc biệt là chúng ta sẽ có tập 106 của One Piece bản tiếng Nhật nha. Còn ở Việt Nam thì vẫn đang chờ tập 102 được xuất bản. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh của mình nha. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua các tập truyện trước khi mình review chi tiết hơn về từng tập truyện nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tập giới hạn của Chào Mừng Đến Với Hợp Lực tập 5 nha các bạn. Đây có cái tem của Katagawa luôn các bạn. Đây là cái hộp box set của bên nhà BM lúc nào cũng đẹp các bạn, giá nhưng mà giá rất là chát nha, không rẻ đâu. Chúng ta được tặng kèm đây cái đi kẹt nha các bạn, một hình nhân vật nam nha các bạn, hẻ học sinh đấy. Chúng ta sẽ được kèm hai cái kẹt cực kỳ to luôn, kẹt Avery ha, như là kẹt này kẹt ngung các bạn. Lớp ở ngoài á, sờ vào rất là nhắm tay, nhìn rất là tuyệt luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái tanh đan, một cái móc khóa nha các bạn. Đây tanh đan móc khóa tặng kèm cho tập 5 nha, khá là xịn sò luôn các bạn. Đây là cái móc khóa. Móc khóa hình như bị lỗi một cái nên mình cố gắng gắn hoài luôn vẫn chưa được nha các bạn. Đây móc khóa khá là xịn sò này, cô nàng. Đây chúng ta sẽ có thêm một cái standard này. Standard này khác standard cái cặp trước nha các bạn. Nhưng mà khá là xịn sò, tạo một cái hiệu ứng này hologram nha các bạn. Chiếu dưới ánh sáng hay là nó sẽ tạo ra cái màu sắc bảy sắc cầu vồng luôn các bạn, các hiện sò. Và cái nội dung bên trong thì phần bìa và phần nội dung bên trong trang màu thì trang phiên bản đặc biệt nha, không có gì khác biệt các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua phiên bản giới hạn của Chào Mừng Đến Với Lớp Học Thực Lực tập 5, đón chờ lớp D sau kỳ nghỉ hè dài là đại hội thể thao. Nhưng trước giờ các sự kiện của trường trung học phổ thông đào tạo nâng cao nào có đơn giản, lần này học sinh các khối phải chia thành hai đội đỏ và trắng quyết đấu phân thắng bại lớp D và A trung đội thi đấu với liên minh B và C. Học sinh được xếp hạng ở toàn bộ các môn thi và dựa vào hứa hẹn để nhận điểm hưởng vốn luôn ngán chăn cả lớp. Sudo bỗng hóa ác chủ bài của lớp D và có sự công nhận của giới học sinh giỏi thể thao. Trong khi đó, thói cố chấp của Hokikita khiến cô bất hòa với những người xung quanh. Kẻ phản bội giấu mặt trong lớp D và Rien, thủ lĩnh lớp C, đâu dễ bỏ qua sơ hở đó. Đại hội thể thao nơi so tài của những kẻ có thực lực đỉnh cao chính thức khai mạc. Một sách khải huyền mới của thế loại học đường đã bước sang tập thứ 5 rồi. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.